Tử vi về ngày 11 tháng 1 âm lịch Tân Sửu. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Hôm nay, mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết về tử vi của 12 con giáp trong ngày 11 tháng 1 năm 2021 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Việt. Vậy trong ngày hôm nay, 12 con giáp sẽ đón vận trình ngày mới như thế nào? Công danh, sự nghiệp, gia đạo, sức khỏe sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp may mắn, con giáp nào sẽ gặp xui xẻo? Các con giáp cần làm gì để có một ngày hanh thông, thuận lợi và may mắn? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Tổng quan về ngày 11 tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày 11 tháng 1 năm 2021 âm lịch, tức thứ hai ngày 22 tháng 2 năm 2021 dương lịch, là ngày Tân Sửu, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu. Ngày này có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày Tân Sửu thuộc hành thổ, khắc hành thủy, đặc biệt tuổi là Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày Sửu lục hợp tí, tam hợp tị và dậu thành kim cục, xung mùi, hình tuất, hai ngọ, phá thìn, tuyệt mùi. Các tuổi bị xung khắc với ngày đó là tuổi Quý Mùi, Đinh Mùi, Ất Dậu và Ất Mão. Các công việc nên làm trong ngày có thể kể đến như động thổ, đắp nền, thờ cúng, cầu thầy chữa bệnh, xả tang, khởi công. Ngoài ra còn có các việc không nên làm như cưới xin, tranh đấu kiện tụng, khởi dựng nhà cửa. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 11 tháng 1 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý dương thủy gặp tân âm kim là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Tý. Nếu có cơ hội, bản mệnh cần phải nắm bắt, ắt hẳn sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Ngày này với tuổi Tý có cát tinh văn xương quý nhân chiếu mệnh. Đây là cát tinh chủ về việc học hành, thi cử. Nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Bên cạnh đó, để điều công danh, tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giáp khai vận, thân, tí, thìn. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp tân âm kim là thực thần, nghĩa là thần bị sinh xuất tiết, mất khí. Nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Sửu cần hết sức chú ý và cẩn thận. Trong ngày, có hoa cái chiếu mệnh, đây là một thần sát vừa cát vừa hung. Nếu bản mệnh biết nắm bắt cơ hội, sẽ đạt được vị trí thỏa đáng chốn thương trường. Tuy vậy, mệnh hiển quý thì khó tránh được sự cô độc. Năm nay là một năm rất gian nan, vất vả của những gia chủ tuổi Sửu. Chính vì thế, bản mệnh nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm là pháp khí của nhà Phật, được đặt trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ kích đáo hoa, tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Sửu. Thứ ba, tuổi Dần. Sơn dương mộc gặp tân âm kim là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, bản mệnh cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. May mắn ngày này tuổi Dần còn có hai các thần là Thiên Ất và Thái Cực. Đây đều là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh, sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Khuyên gia chủ tuổi Dần hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tân kinh để hóa giải thị phi và xung khắc giữa các con giáp. Từ đó cải mệnh, tăng phúc, tăng cường vận khí và chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ và giúp đỡ công việc được hành thông, thuận lợi và thành công.
Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp tân âm kim là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Mão nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Vậy nên gia chủ tuổi Mão hãy luôn sử dụng vòng tay tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi để cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời khi mang theo vòng tam giác khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm vào đồng độ không đáng có. Thứ năm, tuổi Thìn. Thìn Dương Thổ gặp tân âm kim là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Thìn trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Hơn nữa, trong năm 2021, tuổi Thìn nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hưu họa, ý chỉ thái tuế báo đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Thìn sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp tân âm kim là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tỵ sẽ có được tài lộc, công việc và sự nghiệp cũng có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý nhiều hơn, tránh xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Trong ngày có hoa cái chiếu mệnh, đây là một thần sát vừa cát vừa hung. Nếu bản mệnh biết nắm bắt cơ hội sẽ đạt được vị trí thỏa đáng chốn thương trường. Tuy vậy, mệnh hiển quý thì khó tránh được sự cô độc. May mắn trong ngày này, người tuổi Tỵ gặp được hai cát tinh đóng mệnh là Phúc Tinh và Quốc Ấn. Phúc Tinh giáng chiếu tới bản mệnh của những gia chủ tuổi Tỵ nên có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng nhưng vẫn cần chú ý, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Còn cát tinh Quốc Ấn chủ về quan vận nên những gia chủ tuổi Tỵ nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn, có những cơ hội tốt, gia chủ nên nắm bắt để có những bước tiến tốt hơn. Trong thời điểm này, người tuổi Tỵ hãy sử dụng vật phẩm phong thủy tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu để hóa giải hung họa, chiêu quý nhân giúp đỡ và tương trợ trong công việc và cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ dung hỏa gặp tân âm kim là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Ngọ cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Ngoài ra, gia chủ cũng sẽ cần chú ý nhiều về vấn đề sức khỏe của mình. Vào ngày Tân Mão, tuổi Ngọ còn có thiên ất quý nhân đóng mệnh. Đây là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh, sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng, sẽ gặp được người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống, đem lại sự may mắn, sang giàu cho gia chủ. Bên cạnh đó, người tuổi Ngọ cần sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất để vận trình công việc, tình duyên, tài lộc, sức khỏe được hành thông, thuận lợi. Thứ tám, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp canh dương kim là thực thần, nghĩa là thần bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Mùi cần hết sức chú ý và cẩn thận, không kinh suất trong mọi công việc. Đặc biệt, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp và tài lộc, những gia chủ tuổi Mùi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Pháp khí có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Thứ 9, tuổi Thân. Thân Dương Kim gặp Tân Âm Kim là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Thân trong ngày hôm nay, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý trong ngày này có hung tinh Kình Dương chiếu mệnh, chủ về tai họa, thương tật. Cho nên gia chủ tuổi Thân cần chú ý đến những lời mời, nhờ vả liên quan đến việc giấy tờ. Đồng thời cũng không đứng ra vay mượn hay ký nhận, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Trong thời điểm này, người tuổi Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận, Thân, Tí, Thìn để kỵ tà, hóa sát, tăng may mắn, bình an cho gia chủ. Người tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp tân âm kim là Tỷ Kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ mình vẫn còn có những người thân xung quanh để tìm sự giúp đỡ, hóa nguy thành an, hóa hung thành cát. Trong ngày có hoa cái chiếu mệnh, đây là một thần sát vừa cát vừa hung. Nếu bản mệnh biết nắm bắt cơ hội sẽ đạt được vị trí thỏa đáng chốn thương trường. Tuy vậy, mệnh hiển quý thì khó tránh được sự cô độc. May mắn còn có cát tinh là thiên lộc đóng mệnh,
Đây là một cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn, cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân, kinh tế. Đồng thời gia chủ tuổi Dậu nên mang theo bên mình vòng tam giác khai vận Tị, Dậu, Sửu để cho công việc được hành thông, mọi điều đều gặp may mắn. 11 tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp tân âm kim là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Tuất trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Hơn nữa, trong năm 2021, tuổi Tuất nằm trong bộ tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hư họa, ý chỉ thái tuế đau đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài, thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. 12 tuổi Hợi. Hợi Dương Thổ gặp tân âm kim là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Hợi nếu có cơ hội nên chủ động và chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. May mắn ngày này còn có hai cát tinh là Thái Cực và Kim Dư, cả hai đều là phú quý, cho nên sẽ có nhiều tài lộc, quý nhân đến với những người tuổi Hợi trong ngày này. Trong thời điểm này, gia chủ tuổi Hợi luôn mang kim bài thái tuế bên mình để tăng thêm may mắn, tài lộc. Trên đây, kênh Phong Thủy Xà Cát đã trao đổi với anh chị về tử vi chi tiết ngày 11 tháng 1 âm lịch của 12 con giáp. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.